Đây là hướng Phương Sơn, Hà Tĩnh. Chúng ta đang ở nhà hàng Dê Hoàng Ngọc, đặc sản dê thui và hừa nổi tiếng của vùng núi Hương Sơn đây. Chúng ta sẽ chứng kiến cái công đoạn quay dê tại Hương Sơn. Ở đây một cậu bé đang phụ cha của mình thui một con dê. Cái ống tre được cột lại bằng dây thép, ống tre đã khô, đã được đập ấy rồi thì sẽ được đốt cháy, sẽ thui khắp con dê, thì con dê sẽ có một cái bể nâng như thế này đó. Các bạn có thể nhìn quanh đây, được một con dê được đặt trên một cái bể. Chúng ta tới trễ nên là cái phần mà thui đốt ở dưới thì đã xong rồi. Đây là phần cuối cùng, đang cầm một cái ống tre để thui quanh con dê. Dê này khoảng hơn chục cân. Là trước lúc thế này là mình mổ làm ruột hết, lên lại tiết đó nè, lấy tiết dê trước rồi có cạo lông không? Không, không bao giờ cạo, là mình lấy lông luôn, là để nguyên vậy, là làm ruột thôi. Bằng nửa mình đốt bằng nửa. Một con thì mình đốt khoảng trong bao lâu chú? 2 tiếng rưỡi. Một ngày mình ở nhà hàng mình đốt mấy con? 2 con. Con này thì khoảng bao nhiêu cân chú? Khoảng gần chục cân á chú hả? Nào em nói con phụ chú đó, thui dê thế này á. Còn 2 người, 2-3 người. Chú dê này gọi là dê gì chú? Dê cỏ. Dê cỏ. Nhưng mà dê này gọi là dê Hương Sơn luôn chứ? Dê Hương Sơn đặc biệt. Dê này gọi là dê cỏ Hương Sơn đúng không? Nhỏ. Một con dê như thế này từ lúc mổ bụng mà cắt tiết xong sẽ đem ra để trên cái trục này và thui dê như thế này thì để nguyên lông. Và thui dần thì lông nó sẽ cháy mất hết. Và cậu bé này với lại ba của mình thì thui trong vòng 2 tiếng rưỡi một con. Một ngày thui 2 con. Con này khoảng gần chục ký thôi. Đó. Đây là đặc sản của vùng núi Hương Sơn Hà Tĩnh đây. Thì đây gọi là dê Hương Sơn. Dê cỏ ở vùng này, người dân ở đây gọi là dê cỏ. Thì những nhà hàng ở đây rất là nhiều đặc sản món dê. Em cầm một cái bó nứa đốt và một cái quạt nữa, liên tục quạt thế này để cho con dê có thể chín đều vàng. Ô, làm vậy có nóng không em? Quen hả? Quen rồi hả? Em bao nhiêu tuổi rồi? 17. 17 tuổi hả? Em làm phụ thui dê này bao lâu rồi? 3 tháng. 3 tháng rồi hả? Em làm vậy có nóng không em? Đâu anh nóng, quen. Người đi ngồi đi. Nhà hàng dê Hoàng Ngọc nè, đây là con dê đang quay cho nhà hàng có khách đặt. Ở đây là Sơn Trà Hương Sơn Hà Tĩnh, và ngoài kẹo cu đơ và bánh gai ra thì dê Hương Sơn cũng là một cái đặc sản của Hà Tĩnh. Cái này nè, nếu mà bán thì bao nhiêu một cân anh? 400.000 cân kg thịt. Thua chín là 400.000. Vậy là nó chín luôn con dê hay là phải chế biến lại ta? Chín luôn hả anh? Vậy thì gần chín cho em. Nhưng mà chỉ có khách rồi làm nó đón. Thui hoài như thế này là con dê nó chín luôn các bạn. Con dê đã được làm sạch ruột rồi, được cắt tiết rồi. Tụi đem thui thế này khoảng 2 tiếng rưỡi. Có vẻ là dê đã đạt tới cái độ chín của em rồi. Chui rồi đó.
chín rồi hả chú? Chín đấy đó. Và tí nữa về mình chui, mình chùi sạch nữa. Chui bằng cái này, nước. À, cái dễ, dễ chùi á. Chui bằng cái này đây thì không nước, nước. Bắt đầu là mình đổ nước sôi tắm hành. Tắm lại nước sôi. À, chùi sạch cái phần cháy đi. Chui cái này. Chùi đặt hơi lên là xong. Rồi mình phải rửa sạch bằng nước sôi nữa. Này, nước sôi nhá. À. Sạch đấy. Thôi quá thôi. Dạ. Yeah. Đây, con dê đã, con dê cỏ đã chín rồi đây. Xem có từ quay quay. Chui sạch chui. Chỉ là một cái bàn năng đơn giản thôi. Được xoay tròn thì chú dê sau khi được cắt tết và được để nguyên lông và mổ bụng làm sạch thì sẽ được đem ra thui bằng nứa, bằng lô như thế này. Và khi thui như thế này là đã chín rồi đây. Chỉ cần vào và chà và rửa bằng nước sôi nữa thôi là sẽ ra những cái món lên bàn cho khách ăn. Và chúng ta sẽ vô nhà hàng và coi cái công đoạn này làm sạch con dê cỏ trước khi đem lên bàn làm món cho khách. Nha các bạn. Đó, dê được đẩy vào. Không chịu biết. Để làm cái gì chú? Bây giờ thì nó khô quá để mau. Chà quá. Khô quá nè. Khò lại nữa hả chú ha? Cho nó đều màu đúng không? Đều màu đẹp. Dạ. Bây giờ con dê sẽ được khò lại cho đều màu. Khò lại để mau đẹp. Cho màu lên đều và đẹp. Và sau đó sẽ được chà và rửa bằng nước sôi sau. Hả? Kho cái này, này đâu này. Phải cho nó đen, à, nó chín đều hả? Chín còn vàng. Còn vàng á. Dê dê cỏ sau khi được thui xong đây. Món là món dê thui. Đây, hey, cậu bé 17 tuổi nãy đang thui con dê cỏ đây, đang dùng cái bình ga. Tắt bếp rồi. Trong bao lâu em? Mấy giờ sáng là làm một con? Ba giờ sáng. Rồi buổi chiều làm con nữa? Thì 2 giờ. 3 giờ sáng và 2 giờ chiều. Ngày là 2 con đó. Thì 3 con. Những cái nắp, những cái phần bụng được liên tục mình khò ngọn lửa ra vô. À, công đoạn rửa sạch của đầu bếp trẻ 17 tuổi. Mình sẽ lấy cái vòi nước từ giếng và em sẽ có một cái dụng cụ lấy và bồ nhùi để chà. Chà là cái gì em?
cái đồ trà son trà trà nồi đó. Khi được trà thì dê nó sẽ có màu cái gì. Cái này là mình xong là mình ra mình sắc ra lên mâm luôn, mình lên móng cho khách luôn hả em? Đâu có cần phải chế biến lại đâu đúng không? Đây, con dê cỏ sau khi được trà thì một phần bên này đã trắng rồi, đã bay hết cái lớp đen cháy rồi. Ta thấy bê thui đồ này nọ rồi, nhiều rồi. Và những cái món của đặc sản của vùng thường hay đem ra thui với ngọn lửa cho chín. Và hôm nay chúng ta đang chứng kiến cái công đoạn gọi là làm sạch con dê cỏ thui tại vùng Hương Sơn, Hà Tĩnh. Một phần con dê đã trắng lên rồi. Cái này thì mình làm món gì là phổ biến nhất em? Thui. Món gì? Các cái răng, viên lân. Một cỏ thui thì bao nhiêu tiền? 100.000 100.000 hay 120 hả? Nhưng mà món dê thì nó có bao nhiêu món em? Phổ biến nhất thường hay làm là món gì? Dê thui đấy. Nhiều cái miếng. Dê thui đây hả? Anh liên tục trà và con dê cho sạch cái lớp cháy, lớp bông. Và ở vùng này người ta chỉ xài cái món thôi. Quen thuộc là cái món rồi là dê thui. Khoảng giá khoảng 100-120 một dĩa. Cái phần tai là mình bỏ hả em? Với lại bốn cái cặn á đúng không? Nhưng mà cái vú dê là mình chừa lại chứ đúng không? Nhưng mà dê cỏ thì sao, có sữa em? Có bè sữa không? Thẹo cái phần đó bỏ hả em? Nước sôi hả chị? Dạ. Mình tưới lên để làm gì chị? Để cho nước ăn nữa. À hồi nãy giờ là số nước lạnh, giờ là mình xối thêm nước sôi để cho nó an toàn đúng không? Sạch con dê cỏ đúng không? Đây là món dê dê thui nên hay gọi là dê tùng xẻo. Đây sẽ có một cái thùng để cho trong đây cho dê nó sạch sẽ đó. Chú dê được treo này đó, dưới cái thau để cho nước cái thằng nhỏ xuống. Đây những cái nhà hàng dê thui ở Hương Sơn, Hà Tĩnh thường thường nhỏ bé gọn gàng thế này không. Đây chị chủ sẽ cắt dê cho khách, cắt cái đuôi. Chị chủ đang cắt một phần bụng ngay gần đùi đây. Và ra cho khách gọi một dĩa. Một dĩa bao nhiêu tiền chị? Một dĩa 100. 100 ngàn. 100 ngàn là mấy lạng ạ? 2 lạng, 2 lạng. 100 ngàn, 2 lạng. Đây, bà chủ đang cắt một phần bụng lưng của dê. Đúng rồi. Đây cho khách đây. Một phần thì khoảng giá khoảng 100-120 ngàn theo cái giá của địa phương Hương Sơn, Hà Tĩnh. Hồi nóng lắm hả chị? Nóng dê nóng hồi vừa thổi vừa ăn ha. Dê làm à? Rồi đây chị cắt xong rồi. Ăn thịt dê không? Dạ.
đâu ra mấy lạng đó chị? 4 lạng. 4 lạng là 2 đĩa đúng không? 2 đĩa đang còn thiếu. Nóng. Nóng lắm hả? Mới thui xong mà. Nước nước thôi em. Dê vừa rồi thui xong sẽ được tùng xẻo cắt ra dĩa cho khách liền và rất là rẻ. Vì giá địa phương chỉ có giá 100-120 thôi. Dê như vậy thì ở nhà Hoàng Ngọc mình mấy món chị ạ? Bao nhiêu món ạ? Tiết canh nè. Tiết canh. Dê thui nè. Dê thui. Đại canh. Mày đi không? Mẹ ơi. Cái phần bụng thường thường là ngon nhất phải không chị hả? Ừ, mình có nha. Phần bụng thì nó cũng bằng giá với mấy phần khác luôn hả? Ừ, phần giá thiệt. Chị đây, này chủ quán đây. Hai mẹ con chủ quán đây. Về Hoàng Ngọc nổi tiếng ở chỗ Hương Sơn, Hà Tĩnh đây. Đây, rất tươi, rất ngon. Đây, đã để nó ngon may nè. Không có đề co, không có trang trí các bạn. Đây là vừa thui xong. Đồ ai cắt? Còn nóng. Nó mới cắt. Còn nóng rất là thơm, rồi, rất là ngon. Mới cắt chứ kia. Thì ngoài món dê thui ra thì còn mình ở nhà hàng mình còn món nào nữa anh? Còn lòng đắng. Lòng đắng. Là xào hay là kho? Xào. Xào với lại dê luôn. Và có tiết canh dê được không? Dạ. Đây hai dĩa. Hai dĩa rất là ngon đây. Dê thui đặc sản của quẩy không bằng kiểu người dùng gì mà làm. Dạ. Kiểu người mà đi làm. Đây. Và có thể thêm nữa cái tiết canh này. Có lại cái món dê thui. Giá rất là địa phương. Hướng Sơn tha tình trong năm rất nhiều. Nhưng Mà là họ không có ở đây gọi là dê thui, dê cỏ thui thôi, nhưng mà mình cũng hay gọi là dê tùng xẻo đó các bạn. Đây con dê đang được treo ở trong tủ đây. Đây là xay con dê đây. Được tùng xẻo hết góc rồi. Thì kê một cái thau ở trên, chủ quán sẽ xắt cho mình một miếng để mình ăn coi thử nó ngọt không, ngọt nó ngon không, ngọt vừa mặn vừa lơ vừa. Mình có tẩm gia vị hay sao mà mặn chú? Không, tẩm. Dạ. Yeah. Đây là rau thơm ăn kèm với lại dê cỏ thui đây, lá sung này, rau thơm đủ loại, mắm tôm pha được chấm khi mà ăn dê thui đó. Đầu bếp sẽ làm cắt hành mỏng và xả mỏng cùng với gia vị cần thiết, rau. Sẽ làm món dê thui tái chanh. Tái chanh là có thêm cà rốt nữa hả chị? Cho đẹp màu nha. Ủa dê ở Hương Sơn là hay ăn với lại lá sung hả chú? Hôm nay á. Cây sung này chú trồng hay sao chú? Hồi trồng. Họ trồng mà mình đi xin hàng xóm. Nó nhỏ đây. Dạ. Cái gì ạ? Cây sung sướng. Cây sung sướng. Cây sung sướng. Dạ. Là cái rau chính để ăn với nó dê thui á. Ăn không phải thuộc mét à? Dạ. Nó thuộc còn thuộc. Một bên trong hai vườn nó bắt đầu làm đó. Dạ. Yeah. Mình phải rửa sạch nữa là ok đúng chú ạ? Ok luôn. Này. Cái này sung là nhỏ. Dạ, sung lớn nhỏ. À. Dân địa phương hay gọi là cây sung sướng. Sung sướng á. Thử một miếng á, mình sẽ ăn thử một miếng dê thui ngay trong bếp. Có lại nước chấm của quán ha. Coi thế nào.